Tuyết lắm mọi người tuyết đâu từ hồi 12 giờ hơn một tiếng rồi á mà vẫn chưa hết, chưa thấy dấu hiệu kết thúc. Nghe đâu là theo dự báo thời tiết là tới 3 giờ chiều mới hết. Mọi người cũng xem tiếp với mình nha. Lần đầu tiên thấy tuyết ở cái tầng cao cho nên là cũng thấy thú vị lắm. Mọi người đi với mình nha. Nếu mà mình nhìn từ trên đây xuống á mọi người thì mình thấy là bông tuyết nó rơi luôn á đó. Đó. Ở đây nè. Đây. Oh. Yeah. Và cái điều hôm nay mình muốn làm với mọi người đó là tạo hình con vịt này. Cái này là cái cây tạo hình con vịt mình mua hồi cái video mà đi chơi chơi tuyết ở Kangwon-do mọi người nhớ không nè, hồi cuối năm rồi á. Mặc dù là nó cũng bị chạch lên chạch xuống rồi, nhưng mà kệ, hôm nay nhân dịp có tuyết nhiều như vậy thì mình sẽ thử coi là nó còn xài được hay không. Mọi người cùng chơi với mình nha. Hồi nãy chú làm ở phòng quản lý đi ngang qua nhìn mình với con mắt rất là bất ngờ, kiểu nít chơi tuyết thì không nói đằng này lớn như vậy mà chơi tuyết. Ta tan. Mình đã làm xong một nửa cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Bởi vì sao? Mình tính là làm cái nguyên một hàng vịt xung quanh cái gốc cây á mọi người. Nhưng mà làm giữa chừng cái nó cống tay cống chân quá, cho nên là mình chỉ làm được một ít. Mình sẽ để hình cho mọi người xem ha. Mình chỉ làm được ít như đây thôi đó. Là mình phải lên để cho tay chân nó trở về nhiệt độ bình thường, chứ không thôi là nó đi luôn cái mấy cái ngón tay. Và bây giờ thì mình thấy nó bụng nên là mình tính là gói đồ ăn, nhưng mà dạo này á cái gì ta, cái phí ship đồ ăn ở bên Hàn Quốc nó tăng dữ quá, cho nên là mình tính là mình đặt ở trên đây trước, xong rồi cái mình đi tới mình lấy đồ thôi, nó sẽ tiết kiệm hơn. Mặc dù hôm nay nó là ngày tuyết rơi, đi đường nó có hơi khó khăn, nhưng mà ok, tại vì mình hồi nãy mình mới ngồi mình kiếm đồ ăn á, cái mình thấy được cái quán bán gì ta, sandwich đó mọi người, mà cái sandwich của nó dày dày như này, để mình mua xong thì mình sẽ cho mọi người xem nha. Mình đã đi lấy bánh sandwich về rồi nè mọi người. Mình cứ nghĩ nó là một cái tiệm sandwich bình thường thôi, nhưng mà thực ra nó là một cái tiệm sandwich kết hợp với lại gì ta, cà phê á, cho nên nó rất là xinh luôn đó. Này là bánh sandwich cái gì, thật hay xinh sai là ức gà mọi người. Còn cái này là cái sandwich gì nè, bulgogi là thịt bò bằm á mọi người. Thì mình sẽ
ăn mỗi thứ một nửa để xem nó ngon không. Nhưng mà tính ra là một phần như vậy nè, nó cái giá nó cũng ok phết, giá nó cũng gần gần giống như là Paris Baguette đó mọi người, 6.000 mấy 7.000. Cái phần này là cái phần Green Cookie là 7.800 nè, còn cái phần này là bao nhiêu mình quên rồi, tại mình thanh toán trên điện thoại luôn á, mình quên rồi, như 6.000 mấy. Mình đã chuẩn bị nước rồi. Cái này là kombucha mọi người, kombucha của cái gì ta, người BTS quảng cáo á, nhưng mà cái vị này là vị vị dứa, vị thơm á. Mình sẽ ăn cái Green Cookie trước nha. Ui. Mình phải xé nó ra rồi không để nó hết luôn nè. Người ta không có cắt cho mình hẳn luôn. Như vậy mình... Chắc chắn người ta cắt đôi như vậy nè. Chắc chắn nhìn hấp dẫn nè. Mình sẽ ăn cái thử cái Green Cookie nha. Lâu rồi mình cũng không có làm mật băng đúng rồi. Mình tính lại làm mật băng lại á. Mình ăn chung với mình nha. Nó bự lắm mọi người. Được cái rau nhiều mình thích nha. Rau nhiều là thích rồi. Cái bánh nó bự hơn cái khớp cắn của mình luôn. Ngon nha mọi người, ngon. Bò xào vừa tới luôn. Không có đến không có bị gì ra, bị dai á. Ra ui luôn. Tiếp tục mời mọi người cùng ăn. Cái này cũng ngon. Thịt là mềm lắm nha. Mềm nhưng mà không bị bở nha. Được có Hàn Quốc đó mà nhiều cà chứ nhiều rau là mình thích rồi. Có nhiều chỗ Hàn Quốc nó chút xíu à, rau chút xíu à, ăn chát lắm. Theo cảm nhận của mình nha, mình thích cái Green Cookie ngon hơn. Mình thấy cái Green Cookie ngon hơn với lại mình thích nó hơn. Cái này ăn cũng được á, nhưng mà mình thích Green Cookie hơn, tại mình thích thịt bò hơn. Cái này mình thấy là Green Cookie không biết có phải là do thịt bò á, cho nên là nó nhỏ nhỏ mình thấy nhiều, nhưng mà cái này á mới ăn xíu mà gần hết rồi. Đã luôn. Nào bây giờ ngồi chờ chút xíu nữa cái đi nấu cơm tối là gì. Ở ngay phía dưới đó đó mọi người. Mọi người thấy không? Ngay phía dưới đó đó, cái cây này là cái chỗ hồi nãy mình làm vịt đó. Bây giờ thì mấy bé ở trường mầm non tan học nè mọi người. Đó, thì bây giờ tụi nó mới ra làm vịt á. Hồi nãy mình có thấy hả, mấy bé lại chụp hình vịt của mình. Ôi trời ơi, cưng quá. Mấy con vịt nó cưng mà nhìn mấy bé cũng cưng nè. Đó. Đóng cửa lại. Lạnh. Rồi vậy là cái video lần này cũng đã kết thúc ở đây rồi. Mong là mọi người cũng đã vui khi xem video này, cũng ăn làm vịt rồi ăn bánh mì, ăn sandwich chứ nhỉ. Xem một vòng tuyết sau khi mà tuyết đã rơi xong. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết tới đây nha. Nếu thích thì đừng quên like và subscribe kênh của mình. Mình sẽ quay lại với nhiều video khác nữa. Anh nhau.